Đây tôi đào được hai cái bằng lăng này. Giáp vườn điều nhà người ta anh em. Đấy, đất ngày trước là người ta chặt ngang nên nó lên mầm. Đấy, hai cây này cùng một gốc nhưng mà nó tách đôi ra nha. Mình đào về mình tận dụng mình ghép mà tường vi hoặc là bằng lăng thái. Gốc này thì nhìn nó cũng khá là côn, nó đẹp. Gốc này thì mình về mình phải rũ đất ra mình mới biết được. Cái đất nó bám cứng quá. Đào cái gốc này nó rất vất vả nhé. Mặc dù là chưa biết là nó có ra gì hay không nhưng mà rất nhiều rẫy đào rất mệt. Gốc này thì nhỏ hơn, nó nằm cạnh gốc này luôn, cùng một thân mà ra đấy. Đây là cây sau khi mình rửa và cắt những cái phần thừa đấy nha anh em. Nhìn nó cũng có dáng đấy. Cây này cũng rất côn này. Cây này nó rất là sần sùi ấy. Cây sau khi tôi rửa sạch nha anh em, rửa sạch không cho vào chậu rồi. Nhìn nó nét liền. Ngày mai là đổ cát với sơ dừa vào là dâm thôi. Sau ghép bằng lăng tím tím lá nhỏ là đẹp.